Mùi hương em nồng say, một chút Armani hòa cùng một chút Martini. You are me craving for me. I came like a wrecking ball. I never hit so hard in love. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Trời ơi, hát cái gì mà xong rồi chiếm trọn trái tim người ta rồi ai chịu nổi. Uni Media. Vân rất là mong muốn rằng có một cái màn rất là đặc biệt, đó chính là hát mở màn cho show diễn. Và bây giờ thì Vân xin được mời bạn có số báo danh 239 Ngọc Anh. I came like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I want is but to break your walls. And you ever did was you break me. Yeah, you break me. Cảm ơn bạn và xin mời thí sinh có số báo danh 200 Nguyễn Anh Khuê. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Trời ơi, hát cái gì mà xong rồi chiếm trọn trái tim người ta rồi ai chịu nổi. Cảm ơn bạn nha. Bây giờ xin mời Phan Ngọc Ngân, số báo danh 770. Mùi hương em nồng say, một chút Armani hòa cùng một chút Martini. You are me craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần và cuốn đôi môi em, dịu dàng và vỗ đôi bờ vai. Mùi hương em nồng say. Và xin mời bạn Trần Minh Quyên, số danh 822. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em, để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Rồi, năm anh nữa. Dạ em xin hát một hai câu thôi ạ. Ít thôi nhé, không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, nếu mãi là xa nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Chắc chắn là tất cả các thí sinh của Hoa hậu Hoàn Vũ, khi mà các bạn đến đây thì chúng ta đã là một gia đình. Và đã là một gia đình thì chúng ta luôn luôn hết mình vì nhau. Nhưng trước đó thì chúng ta sẽ công bố người sẽ hát mở màn cho bộ sưu tập Vina Woman. Đó chính là thí sinh có số báo danh 770, Phan Ngọc Ngân sẽ chính thức hát mở màn cho bộ sưu tập Vina Woman. Tất cả cảm xúc đã vỡ òa ra và thật sự lúc đó Ngân rất là muốn khóc luôn ấy. Đây là lần đầu tiên mà Ngân có thể đảm nhận một cái vai trò là ca sĩ hát mở màn. Rung quá mọi người ơi, tại vì đây là lần đầu tiên Ngân đảm nhiệm một cái vai trò hát mở màn. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ Ngân và bỏ qua những sai sót của Ngân nhé. Rồi, bước ra. Đã suốt mấy nghìn năm qua, suốt ký ức của đôi ta, có biết mấy lần đã ta thăng hoa giống như là Venus, Mona Lisa, Aphrodite, Maria, Nefertiti, Cleopatra, Marilyn Monroe. Sắp sửa đến lượt mình và mình đang chờ chị Phan Ngân kết thúc phần trình diễn và mình sẽ ra. Và lần đầu tiên mình được ra với chị trí First Fan nên hiện tại bây giờ mình đang rất là run. Sao mai không quên tên mình, người mau đến đây, mau đến đây. Khi màn đêm rơi xuống nơi và ánh trăng khuya đường ta, thì em vẫn ở đây nhảy múa hát ca anh. Dù mai sau giấc mơ nguyện ước đôi ta không thành, thì em vẫn ở đây nàng thức qua. Đó là Như Mỹ, một cái sắc màu rất là lạ.
sưu tập của Rian Võ mang một cái sự tinh tế, và quan trọng hơn hết đó là bộc lộ rất là rõ được cái hình ảnh của Vina Woman. Vỗ tay được sự chào đón của rất là nhiều khán giả ngồi ở dưới, cảm giác rất là đã, cảm giác rất là sướng với mọi người ơi. Rực đèn lên, rực đèn lên, sáng đèn lên. Sự rất là hạnh phúc. Vân đứng ở trong cánh gà, thấy các bạn diễn á, Vân nổi da gà lên từng cơn và Vân hú hét ở trong đó, không còn trừ một cái gì nữa. Cảm xúc của mình rất là khó nói, mình sẽ gọi đây là cái sự thăng hoa ở trên sàn diễn. Tôi thấy khá là bất ngờ bởi vì tất cả các thí sinh có được một cái năng lượng vô cùng tích cực, rất là nhiều màu sắc và máu lửa. Rồi, hôm lên luôn, rồi ra phương. Thật sự cảm giác nó rất là tuyệt vời và Phương rất là hạnh phúc được trình diễn vị trí vedette trong bộ sưu tập Vina Woman và được mọi người hô tên cũng như là cổ vũ động viên. Hoàng Phương thu hút bác sĩ Phương Ngân bởi cái sự tự tin, cái sự mạnh mẽ và quan trọng hơn hết là nhìn thấy một cái thần thái có thể nói rất là đỉnh cao. Đã cố gắng hết sức mà nhận lại được sự ủng hộ của tất cả mọi người, thật sự là Brand rất là sung sướng. Vân phải gửi lời cảm ơn đến anh Brand Võ đã đồng hành với Vân cũng như là tất cả các bạn đã cùng Vân tỏa sáng cho hành trình này.